Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vinh. Hôm nay mình sẽ chơi Roblox Hide and Seek. Đây là mình đang vào một ván và mình đang đợi nó tìm xong về để mình được chơi. Mình đau họng lên, mình không thể bình luận nhiều. Đâu còn đưa ra trong đấy. Có 11 giây nữa mình sẽ đào chơi. Bật nhảy, peo. Rồi. Từ hôm qua đến giờ, mình chơi cái này từ hôm qua đến giờ mà mình chưa làm người đi tìm lần nào. Vậy thích thật. Ngon, cái map này ngon. Mình thích cái map này. The fuck? Loát thăm chưa? Nắc hồ ở đây ra rồi. Còn con nhẹ ở chỗ đấy, ở đây mình đang rồi chỗ này này, nhanh không mà ăn hết tiền trên đấy. Đây tiền. Mẹ ăn chó ơi. Bye. Em giúp bố mẹ ăn tiền. Bye. Tăng xếp bằng chít cụ nó xuống lên đây rồi. À đó phải. Ở chỗ đấy đâu. Kìa mình đang đi nhảy một chỗ rồi mình ăn tiền. Dân chơi, dân chơi sự đéo gì mưa rơi. Wow, what the fuck. Thôi xong. Thôi ít này. Ở chết chết. Trốn trốn đấy. Không biết mình. What the fuck. Ê thắng rồi. Cho cực kịp ăn tiền. Để mình mua skin xem mà. Để biết có được không ta. Đéo được rồi. Mình ước một lần được đi tìm. Từ chiều qua giờ chưa phải đi tìm lần nào. Loát đi ở map nào ấy nhỉ? Đủ cái map này mình ghét. Map mày map đéo nào ấy. Ơ chết cụ. Mình ghét nhất. Rồi mình ghét nhất luôn. Thật luôn. Mình nhận chụp một chỗ mà bọn nó không thể biết. Hề, chụp bánh xe. Đủ chỗ trước này nó không được ta. Thôi, bỏ đi, nó nhìn thấy ngay.
nó lên nó ăn tiền. Nó vừa áo nhảy trong đấy mình tưởng nó biến mất cơ. Nó lên nó ăn tiền. Á rù mắt nào cũng có riêng mà nói người ta. Á rù hay vãi lều. Cái này có đi không? Cái này còn đéo nhảy lên được ấy. À đây, chứ còn đéo được. Mình phải đi ra nhanh nhanh chỗ kia. Mình ngon, tìm ra là cái chỗ bí ẩn. Thằng tại thằng kia nó dụ mình đi. Ông chó cứt. Mấy tiền này. Mình xin. Thằng này bây giờ là mình cái nó dẫn mình lên đây. Mình chả biết thằng nào dẫn thì bật cái tôi cho con lên tí. Thằng này có phải có cái đấy các bạn ạ. Ngon vãn đều. Mình tìm được của mấy mắt. Mình chưa tìm được. Mẹ nó cứ thế ức chế vãi lều. Đây, ít ra phải để lại. Đúng đây, ít hiệp ức chế. Họ đi xem thật ít. Ủa đâu có thằng trốn. Ức chế. Ai của thằng nó cứ ủa a đu chỗ biển vãi. Ôi mí mắt này mình thì được hai chữ biển rồi vãi cứt. Mình có tận tổng cộng là ủa tổng hết là ba cái map mình đã tìm được cái chỗ để nó đi lên cái chỗ trên này này. Đấy, sau đó mình sẽ lại biến về. Đấy, mình tìm được có đúng 3 map bọn. À đâu, hình như 4 map. Còn nhẹ. Sao nó không cho mua cái này nhỉ? Chả biết cái này nó có cho mua không ta. Sao mình chả mua thằng này. Cái tiền thằng này có speed này. Chạy nhanh này. Chân nó ít. Thằng này sẽ ngu ngã này. Tên. Chết hôm qua mình tải về chết hôm qua tự nhiên bị lỗi thì mình phải xóa đi tải lại tại quay game được. Ừ, ê đừng có nhảy lên đánh nhá, tao nói thật nhá, đừng có nhảy lên đấy. Ở nhà cái này không phải cái bên kia cơ. Nó mà nhảy lên mình phải chạy ngay. Chạy đùa. Đừng có nhảy lên lốp xe, nhảy lên lốp xe đi. Mình tìm một chỗ bí ẩn. Thằng kia kìa, ốc chó vỡ ai cứ nó trên kia đéo nhìn thấy cả. Để tôi nhìn đi. Đủ nó dẫn lên mặt mình. Đó. Đít nó mọc nó xịp vãi đều. Đi tí, để tao có quá các lại bình luận nhé. Ai đùng. Ok. Thôi mình xin dừng clip ở đây tại đây nhá. Lúc đó mình mới chơi được một ván nhỉ. Máy mình hết dung lượng rồi. Chết. Thôi mình xin clip tại đây.